Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vụ án Phạm Đoan Trang, cáo trạng cho biết những gì. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố nhà báo, nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại điều 88 Bộ luật hình sự năm 1999. Dự kiến phiên tòa xét xử bà Trang sẽ được mở vào ngày 4 tháng 11 tại Hà Nội. Bình luận về bản cáo trạng, ông Trịnh Hữu Long, đồng sáng lập tổng biên tập luật khoa tạp chí, nói với đài BBC rằng có khả năng bà Phạm Đoan Trang sẽ nhận được mức án nhẹ. Cũng theo ông Long, bản cáo trạng cung cấp nhiều thông tin chưa từng được biết đến của vụ án. Đây là hình ảnh bản cáo trạng dài 15 trang, chủ yếu là liệt kê các bài viết online, offline và một số video, audio, trả lời phỏng vấn của một số cơ quan truyền thông nước ngoài trên kênh YouTube của bà Phạm Đoan Trang đã được cơ quan chức năng xác minh là chính chủ, có khả năng là nhận bản án nhẹ. Theo ông Trịnh Hữu Long, cáo trạng cho biết Phạm Đoan Trang tội liên tục bị phạm vào kéo dài từ năm 2017 tới năm 2019, nghĩa là cả bộ luật hình sự cũ và bộ luật hình sự mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đều có thể được áp dụng cùng lúc cho vụ án này. Tuy nhiên, cáo trạng cho biết do bà Trang không khai nhận hành vi phạm tội, hơn nữa bộ luật hình sự cũ có lợi cho bà Trang do quy định mức khởi điểm của khung hình phạt thấp hơn bộ luật hình sự mới, tức là 3 năm ở luật cũ thay vì 5 năm ở luật mới. Nên cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, bỏ khởi tố theo điều 117 của luật mới mà chỉ khởi tố theo điều 88 của luật cũ. Cáo trạng chỉ truy tố bà Trang ở khoản 1 điều 88 thay vì truy tố ở khoản 2. Khoản 1 khung hình phạt nhẹ hơn nhiều, từ 3 đến 12 năm, còn khoản 2 thì mức án nặng hơn, từ 10 đến 20 năm. Nhiều người trước đây từng lo ngại Phạm Đoan Trang là một nhà hoạt động hiệu quả, được cho là hàng đầu của Việt Nam thì chị sẽ bị cáo buộc vào khung hình phạt nặng nhất, có thể từ 16 đến 20 năm tù như ông Trần Huỳnh Duy Thức. Tuy nhiên, căn cứ vào cáo trạng thì bà Trang có khả năng nhận mức án nhẹ hơn, có thể từ 3 đến 5 năm, ông Long nhận định. Logic chính trị và vụ án. Cũng theo ông Trịnh Hữu Long, điều 88 của bộ luật hình sự cũ quy định về tội danh tuyên truyền chống nhà nước mà những điểm logic bất hợp lý của nó đã được giới luật sư phân tích nhiều. Đây là hình ảnh bà Phạm Đoan Trang đàn và hát các bài hát của mình. Bản thân điều luật này thường được dùng để bịt miệng những người được cho là chỉ trích lãnh đạo hoặc cá nhân trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những cáo trạng được đưa ra từ trước tới nay dựa trên điều luật này chỉ nhằm để bảo vệ nhà nước và chính quyền. Đó là hành vi trực tiếp đặt chính quyền lên trên pháp luật và bảo vệ cho các quan chức chính quyền nhiều hơn so với công dân bình thường, đi ngược lại hoàn toàn những nguyên tắc pháp quyền. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật. Ông Long đã nói như vậy. Ông Long cũng cho rằng việc đưa ra một cáo trạng dựa trên một điều luật vô lý đã là điều vô lý, nhưng bản thân cáo trạng nó cũng nhiều điểm thiếu logic, đặc biệt lý do tại sao cơ quan điều tra chọn điều 88 thay vì điều 117 không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đây là một vụ án chính trị nên logic mà chúng ta bàn đến ở đây là logic chính trị. Logic chính trị ở đây là có thể chính quyền muốn xử nhẹ đối với Phạm Đoan Trang thay vì xử nặng như ý định họ ban đầu, và họ đang cố gắng tạo ra một bản cáo trạng trông có vẻ hợp lý, ông Long nói. Với những thay đổi trong bản cáo trạng này, ông Long nhận định cho rằng xu hướng xét xử sẽ là giảm nhẹ. Về phiên tòa ngày 4 tháng 11, ông Long nhận định rằng sẽ không khác các phiên tòa chính trị trước đây. Đây là hình ảnh tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và rất nhiều tổ chức quốc tế khác đang vận động đòi trả lại tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang. Sẽ không công khai, thậm chí người nhà không được dự. Báo chí quốc tế có thể được dự, nhưng báo chí độc lập thì không. Công chúng chắc chắn sẽ không được tiếp cận và phiên tòa sẽ kết thúc trong vòng một ngày. Bản thân điều 88 đã là một điều luật phi lý, nên dù tuyên án Phạm Đoan Trang nặng hay nhẹ cũng đều bất công đối với Đoan Trang. Việc duy nhất đúng là trả lại tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Đoan Trang, đồng thời bồi thường những thiệt hại mà cô ấy phải gánh chịu trong suốt hơn một năm bị giam giữ vừa qua. Ông Trịnh Hữu Long đã nói như vậy với đài BBC. Sức ép trong nước, quốc tế và Covid như thế nào với vụ án này? Một trong những lý do khiến cho Phạm Đoan Trang có thể được xử nhẹ lần này, theo ông Long, có thể là do chính quyền Việt Nam đang phải đàm phán với các quốc gia phương Tây, đặc biệt là với Mỹ và châu Âu, Canada, Úc, để có thêm nhiều vaccine,
và nhanh chóng ổn định tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, có thể chính phủ Việt Nam cũng đang nỗ lực giữ chân các doanh nghiệp phương Tây vốn đang chuyển hoạt động kinh doanh sang các nước khác do tình hình kinh doanh khó khăn vì dịch COVID. Do đó, đây cũng có thể là những bất lợi đối với chính quyền Việt Nam liên quan đến nhân quyền nhưng có lợi cho các vụ án chính trị hiện nay, ông Long nói. Đây là hình ảnh bất chấp hàng loạt khó khăn do sự đàn áp của chính quyền Cộng sản Việt Nam, thì nhà xuất bản tự do vẫn xuất bản và phổ biến được hàng trăm đầu sách ở Việt Nam. Cũng theo ông Long, các can thiệp, ý kiến từ Liên Hợp Quốc vẫn rất quan trọng, dù khó có thể nói chính xác hiệu quả tới đâu. Lâu nay, nhiều người vẫn chỉ trích Liên Hợp Quốc là một tổ chức kém hiệu quả. Tuy nhiên, tôi cho rằng ý kiến của họ vẫn rất có giá trị và là những ý kiến mà chính quyền Việt Nam phải để ý tới và phải phản hồi. Bên cạnh đó, ông Long nhấn mạnh vai trò và sức ép trong nước. Ông nói, những hoạt động vận động của chúng ta từ xưa đến nay có hiệu quả tới đâu hay hiệu quả rất khó nói. Nhưng tôi cho rằng đây chính là sức ép mà chính quyền Việt Nam e ngại nhất. Chỉ bằng cách gây sức ép chúng ta mới có thể đảm bảo bảo vệ những người đã dấn thân đấu tranh cho dân chủ. Do đó tôi mong công chúng Việt Nam quan tâm tới các vụ án chính trị nhiều hơn, trong đó có vụ án của bà Phạm Đoan Trang, và lên tiếng về vụ án này bằng bất kỳ phương tiện nào mà bạn có. Một số điểm đáng chú ý trong cáo trạng như sau. Đoan Trang không cung cấp mật khẩu hay máy tính cho công an nên công an không khai thác được dữ liệu từ đây. Đoan Trang cũng không khai nhận tài khoản Facebook Phạm Đoan Trang là của mình nên cơ quan điều tra không xử lý các hành vi phát ngôn trên tài khoản Facebook này. Đoan Trang khai nhận là tác giả của tài liệu báo cáo nghiên cứu đánh giá luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, cả bản tiếng Việt lẫn bản tiếng Anh được đăng trên luật khoa tạp chí. Đây là hình ảnh bên trái là bà Phạm Đoan Trang mới đây công bố bản báo cáo đồng tâm. Hình bên phải là bà Đoan Trang đang đi nạn sau khi bị an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam chặn đánh và phải phẫu thuật vào năm 2016 đến khi bị bắt, vết thương vẫn chưa lành. Vào ngày 19 tháng 2 năm 2021, Cục An toàn Giao thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn gửi cơ quan điều tra và nói rằng chưa thể xác định được chủ sở hữu tên miền nên không có căn cứ xác định đối tượng thành lập và duy trì hoạt động của trang mạng luatkhoa.org để xử lý theo quy định của pháp luật. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Phạm Đoan Trang đã bị tội nhiều lần và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng không. Và cáo trạng cho biết Phạm Đoan Trang phạm tội liên tục kéo dài từ năm 2017 cho đến năm 2019, nghĩa là cả hai bộ luật hình sự cũ và mới đều có thể được áp dụng. Tuy nhiên, cáo trạng cho biết do Đoan Trang không khai nhận hành vi phạm tội, hơn nữa bộ luật hình sự cũ lại có lợi cho Đoan Trang hơn do quy định mức khởi điểm của khung hình phạt thấp hơn bộ luật hình sự mới. Nên ngày 12 tháng 7 năm 2021, cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, bỏ khởi tố ở điều 117 của luật mới mà chỉ khởi tố theo điều 88 của luật cũ. Bà Phạm Đoan Trang từng viết nhiều sách gây tiếng vang như Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực, vân vân. Bà từng được nhận giải thưởng Hominy 2018 từ tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Cộng hòa Séc. Và vào tháng 9 năm 2019, bà Phạm Đoan Trang cũng được tổ chức Phóng viên không biên giới trao giải thưởng Tự do báo chí hạng mục ảnh hưởng. Bà Trang là người đồng sáng lập blogger tạp luật khoa tạp chí, nơi cung cấp thông tin về các vấn đề pháp lý để giúp người dân Việt Nam bảo vệ quyền của mình. Bà cùng với các nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt Vi Nguyễn từng công bố bản báo cáo đồng tâm song ngữ Anh Việt. Trong bức thư để ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Phạm Đoan Trang do Vi Nguyễn công bố, bà Trang viết về ba tâm nguyện mà bà muốn cộng đồng thực hiện là vận động thông qua luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới, quảng bá sách bà viết và biến việc bà đi tù thành cơ hội để giới dân chủ đàm phán với nhà nước đòi thông qua luật bầu cử mới và luật tổ chức quốc hội mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2021 với bản tin vụ án Phạm Đoan Trang cáo trạng cho biết điều gì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.